Hôm nay 17 tháng 4, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng đối với Lê Văn Phụng, TikToker tự xưng Văn Chính Nghĩa, xúi dục biểu tình ủng hộ Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, vào ngày 26 tháng 3, một tài khoản TikTok có tên Phụng Junior Xbox đăng tải đoạn video có nội dung Văn Chính Nghĩa nên biểu tình đòi lại công bằng cho cô Nguyễn Phương Hằng, kèm những lời kêu gọi xúi dục biểu tình trước cổng khu du lịch Đại Nam. Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra, xác định Lê Văn Phụng, 32 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú tại thị xã Tân Uyên, là chủ tài khoản TikTok trên. Làm việc với cơ quan công an, Phụng thừa nhận đã đăng đoạn video nhằm mục đích cao like. Vụ việc sau đó được chuyển cho công an thị xã Tân Uyên xử lý theo thẩm quyền. Lê Văn Phụng bị xử phạt hành chính với số tiền 4 triệu đồng về hành vi tổ chức xúi dục, kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng.